Em Nam xin chào toàn thể các bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio nhé. Hiện tại thì em Nam đang có mặt tại Ninh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thì em Nam đang nắp đặt cho anh Nghĩa một con lắp Ruben 10.000 Q trong cái lô lắp mà siêu đời rất là cao của em Nam. Về được tuyển chọn rất đẹp. Thì anh Nghĩa có đến xem và ủng hộ cho em Nam một con lắp 10.000 Q. Và tiện thể hôm nay thì em Nam mang qua để nắp đặt cũng như là setup lại cho anh một hệ thống. Thì các bác cũng nhìn thấy là hiện tại thì anh Nghĩa đang chơi. Đó là một cặp loa bô 601CD3 cũng như là một cặp loa bô 301CD3 ở đây. Đó, tất cả là đời gỗ rất là vàng và đây là đều là đời huyền thoại mà ngày xưa các bác cũng đã từng ao ước sở hữu. Tại sao em Nam lại để con lắp 10.000 Q ở đây hiện diện tại nhà anh Nghĩa? Bởi vì là anh Nghĩa sẽ có nhu cầu sau này chơi những con loa, cặp loa có công suất lớn hơn. Thì anh chơi những cặp loa, chiếc lắp này thì nó sẽ phù hợp với anh hơn. Sau này anh không cần phải thay đổi hay nâng cấp quá nhiều khi mà thay đổi những dòng loa. Đẩy lắp công suất lớn nhưng có thể cho nhỏ được mức độ gain ở đằng sau, nhưng mà đẩy mà công suất bé thì không bao giờ có thể nâng được công suất lớn hơn. Nên là khi các bác mua, các bác cũng cân nhắc một chút là chúng ta mua những cái gì đó nó dư một chút để sau này chúng ta đỡ phải thay đổi nhiều. Mỗi khi thay đổi thì chúng ta chắc chắn là phải mất tiền rồi, cái đấy là không thể tránh khỏi. Nên là khi mà đến với em Nam thì em Nam luôn tư vấn cho các bác làm sao để sau này chúng ta có những cái hướng đi nó tốt hơn. Đó, thì hiện tại thì em Nam đã setup xong hoàn thiện mọi thứ rồi. Và các bác cùng em Nam sẽ nghe một vài giai điệu khi mà lắp đánh mi bô nó sẽ như thế nào các bác nhé. Thấy chưa các bác? Vâng, và em Nam cũng xin phép test một đoạn như vậy thôi, bởi vì nếu mà test mãi, test hoài thì khẳng định với các bác là muốn nghe mãi, bởi vì cái loa bô này cũng rất là hay, mà đặc biệt là con lắp này đánh rất hợp luôn các bác nhá. Em phải nói chính xác một lần nữa các bác là to chúng ta có thể cho nhỏ được, nhưng nhỏ thì không bao giờ có thể cho to được, nên các bác cân nhắc trước khi mua. Tránh chúng ta sau này mỗi lần một thay đổi, nâng cấp đi nâng cấp lại thì sẽ mất rất nhiều chi phí. Đây, hiện tại thì đã có mặt là anh Nghĩa tại ở đây, thì em Nam cũng sẽ hỏi qua để xem là
em Nam tư vấn cho anh Nghĩa có đúng hay không, và cũng như là hôm nay em Nam đến để xét cho anh Nghĩa thì anh Nghĩa thấy có ok không ạ? Anh thấy rất là ok em ạ, bởi vì anh cứ loanh quanh trước cứ mua con nọ mua kia để lâm cấp nhưng mà nó vẫn không ổn, cho nên là anh mới tìm đến cái con đẩy này của em, không cần phải thay đổi nâng cấp gì thêm nữa. Vâng anh rất ưng ý. Dạ vâng, em cũng rất cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho em Nam nhé. Lần này lần thứ hai đấy. Vâng đấy, em sẽ cố gắng làm sao mà cần bất cứ một cái gì đó thì em sẽ phục vụ anh hết mực anh nhá. Thì hy vọng là anh sẽ ưng ý với lại những cái gì mà sản phẩm mà em đã mang lại cho anh. Đó thì thôi, em Nam sẽ xin phép kết thúc ở đây để về còn xuất một lô loa nữa. Hiện tại thì em Nam cũng đã đẩy hết ra ngoài rồi, nhưng mà bây giờ nó cũng đã chiều rồi thì em Nam về để em Nam xuất một lô loa nguyên hộp shop cậu nhé. Bây giờ xin hẹn gặp lại toàn thể bác ở những clip lần sau. Cảm ơn toàn thể bác, đừng quên ủng hộ cho em Nam bằng những lượt like và chia sẻ, đặc biệt những lượt đăng ký kênh cậu nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể bác.